Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Hồi Ức Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, nhiều năm trước đây, Mỹ là một trong những ông lớn không dám thừa nhận rằng bản thân đã thua người Việt. Họ luôn ôm tâm thế là một trong những đế quốc đứng đầu, thì là sao chúng tôi lại thua một nước chỉ toàn mấy ông nông dân trồng gạo được. Và họ đã thua một cách thảm hại và không dám quay lại đất nước này thêm một lần nào nữa. Dù che đậy nhiều thứ, nhưng lính Mỹ, tướng Mỹ và cả những sử gia, chính trị của đất nước này phải công nhận cái quốc gia mà họ cho là yếu, hóa ra lại khỏe tới vậy. Cách đây không lâu, một vị tướng của Mỹ đã có bài phát biểu khó tin, gây chấn động nước Mỹ về chiến tranh Việt Nam. Xin mời anh em hãy cùng Hồi Ức Thời Chiến đi tìm hiểu về bài phát biểu đó qua video ngày hôm nay nhé. Thiếu tá Mỹ Charles A. Beckwith, người hùng từ thời chiến tranh Triều Tiên sang Việt Nam, được đồng đội đặt cho biệt danh là Charles Sông Pha. Nhà báo Mỹ Joe Calloway đi theo ông tham dự các trận Ia Trang. Play me. Sau trận đánh, nhà báo có cuộc phỏng vấn nhanh về cách mà Beckwith nghĩ về lính Việt Cộng, và ông đã có câu trả lời khiến cho nhà báo không tin nổi vào tai mình. G. Calloway hỏi, quân Việt Cộng mà ông đánh ở đây là loại lính như thế nào? Beckwith trả lời, tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể có được 200 người lính như họ. G. Calloway, tức là những người lính Việt Cộng. Charles A. Beckwith, đúng, họ là những người lính giỏi nhất mà tôi từng thấy. Họ tận tâm và thuộc loại cừ khôi. Tôi chưa từng thấy lính nào giỏi như họ. Trên thực tế, đối thủ của Beckwith là bộ đội chính quy của Trung đoàn 32, 33 và 66 Bắc Việt, vừa đến từ đường mòn Hồ Chí Minh. Đó là cuộc đụng độ lớn đầu tiên giữa quân đội Bắc Việt và quân đội Mỹ. Phải biết rằng, Beckwith là một quân nhân được giới lãnh đạo Lầu Năm Góc cực kỳ sủng ái, với công trạng nhiều tới mức mà cuốn huy chương ông ta sở hữu có thể đeo kín hai bên từ cổ tới thắt lưng. Ông là một đặc nhiệm mũ nồi xanh của quân đội Mỹ, từng kinh qua chiến tranh Triều Tiên và tình trạng khẩn cấp Malaya. Tại Play Me, Beckwith là chỉ huy của một nhóm đặc nhiệm có nhiệm vụ giải vây. Sau cuộc chiến, ông ấy là người thành lập biệt đội Delta Force lừng danh vào năm 1977, một phần dựa trên kinh nghiệm từ chiến trường Việt Nam. Lực lượng Delta của quân đội Hoa Kỳ được trang bị những vũ khí sắc bén, được chu cấp đầy đủ và hoạt động thống nhất như một. Lịch sử quân đội Mỹ thừa nhận việc đào tạo ra một biệt đội như là Delta Force là điều tốn kém nhất, thậm chí còn cao hơn cả đào tạo phi công chiến đấu. Các ứng cử viên muốn xung phong vào biệt đội Delta Force phải có ít nhất là 2 năm trong đạo quân Mỹ đồn trú ở nước ngoài. Chưa kể tỷ lệ chọi để nhận được suất đào tạo là 0,5%, tức là trung bình cứ 240 ứng viên thì chỉ có 12 người được chọn. Có thể thấy Delta là một đội quân tinh nhuệ mà nước Mỹ đã phải dốc hầu bao và công sức để tạo nên. Và đương nhiên là đội quân này phải làm những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Nhưng đến người tạo ra đội quân tử thần này cũng phải ngả mũ thán phục và không tiếc lời khen ngợi bộ đội Bắc Việt là những người lính tuyệt vời nhất mà ông từng thấy. Lính Mỹ đối với bộ đội Việt Nam ngoài sợ hãi còn là sự kính nể. Trong những cuốn hồi ký kể về trận đánh ác liệt tại Việt Nam của nhiều cựu chiến binh Mỹ, họ không ngại ngần dành tặng cho các anh bộ đội của chúng ta những lời khen có cánh. Nhưng đồng thời họ cũng kể về những nỗi sợ khi đứng trước bộ đội Việt Nam. Một người từng kể rằng ở Việt Nam đâu đâu cũng là thứ giết người, sơ sẩy là chết, chết không đáng sợ, và cái họ sợ là không biết bản thân chết như thế nào. Báo giới Mỹ từng có những mẩu tin khá kỳ lạ nói về nỗi sợ của lính Mỹ. Thậm chí nó còn khẳng định lính Mỹ cho rằng chiến trường Việt Nam đáng sợ hơn cả Thế chiến thứ hai. Nhưng họ sợ không phải là vì mưa bom bão đạn hay là hỏa lực của kẻ thù quá mạnh, vì nói thật, lúc đấy đánh nhau, Việt Nam cực kỳ nghèo. Số quân tư trang được tài trợ còn không bằng 1/100 của Mỹ. Theo ước tính trong chiến tranh Việt Nam, lượng bom đạn quân đội Mỹ sử dụng vào khoảng 15,35 triệu tấn, trong đó có 7,85 triệu tấn thả từ máy bay và 7,5 tấn khác sử dụng trên mặt đất. Không quân Mỹ sử dụng 7 triệu 662.000 tấn chất nổ. Con số này nhiều gấp 3,7 lần so với số chất nổ mà tất cả các nước tham chiến sử dụng trong Thế chiến thứ hai. Đây là còn chưa kể tới số lượng vũ khí hạng nặng cùng những quân đội hùng dũng mà họ mang vào chiến trường để xâm lược Việt Nam. Những binh lính được gửi tới chiến trường Việt Nam đều là những người đã có kinh nghiệm trong Thế chiến thứ hai. Họ đã nhìn đủ loại vũ khí đáng sợ và họ còn sống để tiếp tục chiến đấu. Vậy thứ gì ở đất Việt lại có thể khiến họ bị ám ảnh nặng nề tới như vậy? Đó không phải là những loại vũ khí sinh hóa, những cỗ máy hủy diệt, mà nó là những thứ vô cùng bình thường mà ở đâu cũng có thể bắt gặp. Giun, dế, ruồi, rắn hay thậm chí là cả tiếng cành cây rơi cũng khiến họ sợ, và tiếng gió thổi cũng làm họ giật mình. Và những người lính Mỹ sẵn sàng xả đạn vào khoảng không mặc cho việc đó có thể làm họ bại lộ. Khi bài báo về điều đó được đăng tải, dân Mỹ cười cợt
coi đó là trò đùa của báo chí, sự phóng đại mà thôi. Đó là cho tới khi những tốp lính đầu tiên từ chiến trường Việt Nam trở về và mang theo cơn ác mộng về kể lại cho họ nghe. Người dân Mỹ mới hiểu đó hoàn toàn là sự thật. Ngay những lần đối mặt đầu tiên, chỗ mạnh và chỗ yếu của quân Mỹ đã được những người lính Việt Nam nhận thức rõ ràng. Trong cuốn hồi ký chiến trường mới của Thượng tướng Nguyễn Hữu An có ghi lại nhận định của những người lính sau lần đầu tiên giáp mặt quân Mỹ. Hồi ký viết, anh Chu Huy Mân gặp một số chiến sĩ từ trận đánh trở về. Anh hỏi, các cậu thấy đánh Mỹ có đặc điểm gì? Anh em không nhận ra vị tướng của mình vì anh không đeo quân hàm và không ai giới thiệu nên họ nói năng thoải mái. Một chiến sĩ nói, đánh nhau với bọn bộ binh Mỹ cũng dễ thôi, nhưng mà nó lắm máy bay, lắm bom với cả lắm pháo quá, không lúc nào ngớt, nhức đầu nhức óc. Lý thuyết tác chiến Mỹ cho rằng, mỗi khi đội quân của họ bị đối phương dồn ép, họ sẽ dùng máy bay ném bom, pháo bắn tới, tạo thành một bức tường lửa để ngăn cản đối phương. Trong thời gian đó, bộ binh của họ sẽ tranh thủ củng cố lại thế trận để mà phản công giành lại chủ động và kết thúc trận đánh. Ngược lại thì quân ta vũ khí hạng nặng ít hơn, hoàn toàn không có máy bay ném bom, pháo bắn yểm trợ thì cũng rất ít. Do đó, người lính trên chiến trường chủ yếu trông vào chính vũ khí nhẹ của mình và các đồng đội. Nếu so sánh về vũ khí trang bị theo sách vở, thì các đội quân của ta chẳng bao giờ dám đương đầu với bộ binh Mỹ. Tuy nhiên, quân ta nhanh chóng nhận ra rằng đánh giáp lá cà với lưỡi lê và lựu đạn là một sách lược có lợi để đối phó với tình hình. Lối đánh này của quân ta đã có truyền thống từ cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp và là một trong những nỗi ám ảnh về lính Pháp. Trong hồi ký về Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã dẫn lời khai của những tên tù binh Pháp ở Điện Biên và nói rằng trong những cái chết ở chiến trường, binh lính của họ sợ nhất là chết bằng lưỡi lê khi đối mặt với Việt Minh. Giờ đây nỗi kinh hoàng ấy, người Mỹ lại tiếp tục được nếm trải. Quan trọng hơn, lối đánh gần giúp hạn chế tác dụng của bom pháo Mỹ. Khi quân hai bên ở quá gần nhau, việc ném bom sát thương vào bất kỳ khu vực nào cũng đều gây ra thương vong cho cả hai phía. Ngay trong trận đụng độ lớn đầu tiên giữa lính Mỹ và quân chính quy của ta ở thung lũng Yadrang vào tháng 11 năm 1965, lối đánh này đã khiến cho quân Mỹ phải lúng túng. Tướng Harold Moore, người trực tiếp chỉ huy đơn vị tham chiến trong trận Yadrang, trong cuốn hồi ký của ông mô tả những người lính giải phóng Việt Nam như những chiến binh. Họ trồi lên từ trận địa, luồn lách khéo léo, dựa vào địa hình và địa vật, có tổ chức rõ ràng và đánh vào mạng sườn địch. Lối đánh đó được tóm tắt trong phương châm nổi tiếng, nắm thắt lưng địch mà đánh. Ở phía bên kia, ký giả Calloway, người đi cùng đơn vị lính Mỹ đã mô tả về lối đánh hiểm của đối phương. Tình hình đã xấu lại trở nên xấu hơn. Đến bây giờ quân Bắc Việt Nam đã có mặt ngay trong hàng ngũ quân Mỹ và trên các ngọn cây cao. Bất cứ ai vận động lên đều bị bắn chết. Thiếu tá Henry và trắc thủ pháo binh đã cố gắng dùng điện đài của họ để gọi pháo binh và không quân chi viện. Điều này làm giảm bớt sự chết chóc, nhưng với đội hình kéo dài hơn 100 yard giữa bãi cỏ cao rộng thì các quả đạn pháo và napalm sát thương quân Bắc Việt Nam, đồng thời cũng sát thương cả quân Mỹ. Chứng minh cho điều này, vào năm 1993, tướng Harold Moore, người trực tiếp chỉ huy đơn vị tham chiến trong trận Yadrang, khi trở lại thăm chiến trường đã chỉ cho tướng Nguyễn Hữu An vị trí mà hai quả bom napalm của không quân Mỹ đã ném đúng đội hình bộ binh Mỹ, khiến nhiều lính Mỹ chết cháy. Mặc dù cái chết đến từ trong đau đớn khi dính phải lưỡi lê của đối phương đã ghê gớm, nhưng mà ít ra thì lính Mỹ ở ngoài chiến trường còn nhìn thấy được nguyên nhân. Trong khi đó, nhiều trường hợp viên chức, sĩ quan Mỹ đã chết ngay giữa Sài Gòn và các thành phố lớn khác mà không kịp hiểu nguyên nhân. Những cái chết bất thình lình đó mới là điều đáng sợ nhất khi mà người Mỹ đến Việt Nam. Kẻ gây ra nỗi ám ảnh đó không ai khác, chính là biệt động Sài Gòn. Theo thống kê sơ lược, trong suốt cuộc chiến, biệt động đã liên tục tấn công hàng nghìn trận, gây thương vong cho hàng chục nghìn lính và quan chức Mỹ và cả đám tay sai ác ôn của chúng. Chiến tranh Việt Nam có lẽ là cuộc chiến có số tướng Mỹ bỏ mạng nhiều nhất và nguyên nhân cái chết của họ cũng kỳ bí như cuộc chiến này bắt đầu. Họ có lối đánh chẳng giống ai và cũng chẳng ai thâu tóm được hành tung của họ. Thậm chí việc bị phán đoán ra bước đi tiếp theo của biệt động Sài Gòn là điều cực kỳ khó khăn. Cái chết mà họ gieo rắc tới quan chức Mỹ khiến họ ăn không ngon, ngủ không yên. Luôn phải tự hỏi bao giờ thì đầu mình lìa khỏi cổ. Đánh nhanh, đánh bất ngờ, đánh dồn dập, đánh cho quân Mỹ sợ, nhưng không thể trốn vì dù chúng có đi tới đâu thì cũng không thể thoát được. Trong trận tấn công vào cư xá Bring, nơi đóng hàng ngàn sĩ quan Mỹ trong dịp Giáng sinh năm 1964 là một ví dụ. Những chiến sĩ biệt động đóng giả sĩ quan Sài Gòn để mang một ô tô chứa hơn 100 cân thuốc nổ vào trong gầm tòa cư xá, rồi đặt kíp nổ và đàng hoàng đi ra ngoài. Trận đánh này đã khiến 175 trong số hơn 200 sĩ quan của Mỹ có mặt ở cư xá thương vong. Và tòa cư xá đổ sộ bị thổi rỗng 3 tầng phía dưới.
cũng có khi chiến sĩ biệt động táo bạo đánh vào những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt như là Tòa Đại sứ Mỹ vào tháng 3 năm 1965, hoặc là trận đánh vào trụ sở Tổng nha Cảnh sát của chính quyền Sài Gòn vào tháng 8 năm 1965. Ngoài ra, ở bất kỳ nơi đâu, trên phố, trong quán ăn, rạp hát, lính Mỹ đều là mục tiêu tấn công của biệt động bằng lựu đạn, mìn, khiến bọn chúng luôn nơm nớp lo sợ. Với những tên tay sai đắc lực hoặc là những tên chỉ điểm đầu hàng, nhiều lúc biệt động đột nhập hẳn vào nhà riêng, đọc lệnh tử hình của cách mạng và kết liễu rất gọn gàng. Đến nỗi mà các lính Mỹ phải thốt lên rằng, ở cái xứ sở này, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào và ở bất kỳ đâu. Sau này khi chiến tranh kết thúc, có lẽ điều mà binh lính Mỹ mãi mãi không thể quên không chỉ là nỗi sợ mà còn là sự tôn trọng đối với bộ đội Việt Nam. Sử gia người Mỹ Lindsey Keang từng hoạt động trong thủy quân lục chiến và về hưu với quân hàm đại tá, đã chia sẻ như vậy về bộ đội Việt Nam. Ông kể lại một câu chuyện được kể lại bởi một cựu binh thủy quân lục chiến Mỹ từng tham chiến đánh tại Khe Sanh năm 1968. Lính thủy quân lục chiến Mỹ lúc đó chiếm giữ căn cứ chính và một sân bay trong một thung lũng bao quanh bởi những ngọn đồi. Trong nhiều tuần, chỉ có một tay súng bắn tỉa nằm trên ngọn đồi đó bắn vào căn cứ, gây ra một vài tổn thất và hạn chế hoạt động của lính Mỹ. Lính Mỹ đã phải mở nhiều cuộc tuần tiễu có pháo binh, bắn phá, nhưng mà không triệt hạ được tay súng này. Cuối cùng thì lính Mỹ phải mở đợt không kích với rất nhiều máy bay và đủ loại bom đạn, từ bom napalm đến pháo 20mm. Tất cả lính Mỹ ở đó đã phải chui dưới hào khi diễn ra trận bom đạn tơi bời trên những ngọn đồi. Nhưng khi máy bay vừa rút, phía những ngọn đồi, lửa vẫn còn cháy rừng rực, khói bốc cao ngút trời, tưởng như là không gì có thể sống sót được, thì tiếng súng trường lại vang lên. Tất cả những người lính thủy quân lục chiến Mỹ trong căn cứ nhất loạt đứng dậy reo hò, bày tỏ sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ đối thủ của mình. Sihan, cựu phóng viên tờ New York Times, là tác giả hai cuốn sách giá trị về chiến tranh Việt Nam. Ông đã viết trong cuốn sách Mỹ tại Việt Nam rằng, chúng ta, những người Mỹ, vốn tự cho mình là ngoại lệ của lịch sử, cũng có thể mắc sai lầm như phần còn lại của nhân loại. Chúng ta có thể thủ ác dễ dàng như khi làm việc thiện. Tất cả chúng ta đều quá kiêu ngạo trong thời kỳ sắc sược ấy. Chúng ta không thể hiểu được rằng chúng ta đã theo đuổi những điều không tưởng và đã gây ra bi kịch tột cùng cho chính chúng ta cũng như cho dân tộc Việt Nam và các dân tộc khác tại Đông Dương. Tác giả này viết tiếp và đi đến kết luận đi ngược lại hoàn toàn với những luận điệu của giới chức Mỹ trong suốt cuộc chiến, rằng Việt Nam chưa bao giờ là mối đe dọa với nước Mỹ. Họ đơn giản chỉ muốn chúng ta trở về nhà, và họ sẽ không bao giờ ngừng kháng cự, bất chấp họ và chúng ta đã phải trả giá như thế nào cho tới lúc chúng ta ra đi. Tôi mất 5 năm để nghiệm ra điều đó. Người Việt Nam chưa bao giờ thôi đấu tranh cho sự vẹn toàn lãnh thổ. Chính ý chí bất khuất của những người lính đã mang đến sự độc lập, tự do cho đất nước và cũng là nguyên nhân nhận được sự kính nể của các nước hùng mạnh. Hai từ Việt Nam là niềm tự hào của mỗi người dân đang sống, là minh chứng cho thời kỳ đấu tranh không ngừng nghỉ của cha ông. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi đến phút cuối cùng của video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.